đến. Dạ, trên tay sẽ ngâm nha. Dạ, trong anh em ổng ra ngoài chút xíu cho nên em phải nói. Đây là một cái tour đi vào mùa hè và mỗi năm có một lần thôi. Ngân đã mở ra cho câu lạc bộ Hâm Vui mình chơi một cái tour đi hát cherry và đi xem hoa. Hoa rất đẹp, hoa của chọc tennis nè, chai nít nè, rồi có những cái đầm sen rất là đẹp. Và nhất là những trái cherry chín mọng, mỗi năm có một mùa, cho nên là Ngân đã mở ra vào ngày 2 thì đã hết vé. Cho nên bây giờ mọi người yêu cầu Ngân mở ra ngày 16. Bây giờ tất cả mọi người nên đi ngày 16 dùm Ngân nha. Dạ, ngày 16 là những trái cherry nó chín cái mọng, nó vừa đến mùi luôn. Còn ngày 2 là nó mới có ươm thôi. Thì quý vị bắt đầu sáng 7 giờ rưỡi chúng ta tập trung ở trước cửa đây này, cũng tại 9772 gia đình đô thương xá QT này nha quý vị. Chúng ta tập trung ở đó, để xe đó và chúng ta lên xe bus khoảng 55 người. Mình đi sáng đi, chiều về, ăn sáng, ăn trưa, all you can eat buffet, ăn tối. Nói chung là bao no luôn. Và những cái vé đi vô vườn hoa nè, vườn cherry, bao bụng luôn. Tất cả mọi thứ là quý vị chỉ cần ngồi trên xe đi chơi. Và xe lăn bánh là đã bắt đầu ca nhạc hát cho nhau nghe, kể chuyện hài hước và nhất là lô tô trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn kỳ kỳ đặc biệt nha quý vị. Cho nên là ai mà muốn đi cùng với câu lạc bộ Hâm Vui chúng tôi, có những cái bốt đơn Ngân đã dán lần trước kia và trong tay Ngân cũng có nhiều lắm, ai thích thì Ngân có tặng nha. Mình xem thử mình có đi được không thì cùng chơi với câu lạc bộ Hâm Vui chúng tôi nha quý vị. Cũng có rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đi theo hát cho chúng ta nghe, làm nhạc trò cho chúng ta vui. Và hy vọng là ngày 16 là anh có Thái không có bận biểu một show nào, anh có Thái sẽ tiếp tục với chúng tôi. Tại vì trước đây anh có Thái với Ngọc Hiền cũng đã đi rất nhiều lần trong cái tour của Triệu Mỹ Ngân. Hy vọng nha, tràn đầy niềm vui trong một ngày sáng đi chiều về. Số điện thoại ở trong cái này nha, anh chị em nào thích đi cứ liên lạc với Triệu Mỹ Ngân để chúng ta cùng chung vui trong một ngày sáng đi chiều về. Bao no, bao vui, tất cả chi tiết cứ gọi đến cho Triệu Mỹ Ngân quý vị ha. Đó là một tin vui trong mùa hè năm nay. Dạ, và anh nghệ sĩ của em cũng đã trở lại rồi. Thì bây giờ xin phép sân khấu này xin mời tất cả những người đã ghi tên nha. Ngân sẽ lần lượt mời lên đây để chúng ta hát. Tiếp tục chương trình là tiếng hát của chị Pony. Pony đâu rồi? Người đẹp áo trắng thiên thần. Dạ, hấp dẫn chưa? Sexy dễ sợ. Dạ, người quỷ sứ. Rất là vui nha quý vị, đến đây phải vui. Đến đây mà không vui là không được đúng không? Đứng đây phải nở nụ cười để nghe mười cái năng cho mọi người thấy là năng thiệt hay năng giả, phải không? Đến đây mà không cười không vui thì không có được. Và cho nên là chắc chắn là nơi đây sẽ tặng cho quý vị 1,100,000 nụ cười quý vị ạ. Rồi trở lại với tiếng hát của chị quá đi. Chị già quá, chị cho số điện thoại. Để người ta đếm răng. Chị già quá, chị cho số điện thoại lại đây, cuối tuần tấn công chị bà con. Cuối tuần là có chị ở đây. Bằng lô tô 714-728-1838 là 78. Bà con muốn 728-1878. Bà con muốn đi sau liên lạc số điện thoại nha bà con. Ồ, chị cũng được, chị ế lắm mà bà con ơi. Ế quá. Cuối tuần là chị có chơi đây à bà con.